Ok, hello anh em. Hôm nay mưa bão to quá, tôi nghỉ làm ở nhà. Chứ chiều hôm qua đi đường ngập sợ lắm rồi. Hôm nay ở nhà thôi, không đi ra ngoài đường nữa. Mà ở nhà thì chơi cái trò này là thú nhất rồi. Như tôi đã nói với anh em ấy là cái trò No Man's Sky này là chúng ta muốn chơi trò này mà hay nhất là chúng ta nên ngồi một mình trong phòng. Đấy, một mình trong phòng không bị ai quấy rầy cả, xong rồi đi khám phá 18 tỷ tỷ hành tinh. Để nói là đấy là cái thú nhất của cái trò này luôn. Tất nhiên là nhiều anh em chê trò này nhưng mà tôi nghĩ là với những anh em mà thích cái cách chơi như vậy thì đây quả thật là một trong trò rất hay. Nhá. Bây giờ chúng ta quay trở lại với game. Hôm trước thì tôi đã nhảy xuống thám hiểm cái hành tinh này rồi. À, nhưng mà dưới đây chả có cái mẹ gì cả, lấy được mỗi một tí vàng thôi. Bây giờ như nào nhỉ? Đây, hôm trước quên mất, đáng lẽ là mình phải đi lên trên cái này này, cái màu xanh xanh này này, off planet này này. Ok, tôi sẽ đi vào phi thuyền để bay lên đấy nhá. Có anh em bảo tôi tự bấm chim vì chơi game ngu á, mẹ vãi cứt. Anh em đừng, mẹ tôi gấu còn chưa có bắt tôi búng chim sau này như sinh lý đấy. Ok, hôm trước thì có một anh em PM cho tôi bảo là mình có thể kiếm được một cái phi thuyền bằng cách là redeem cái bonus này này. Đây là anh em thấy không? Vào option xong rồi redeem cái bonus này lấy được cái phi thuyền mới. Là tôi để dành hôm nay redeem xem có được cái phi thuyền nào không. Horizon Omega Ship. Ấy da. Ok. Ôi đẹp thế. Địch. Ngon. Xem nào. Bây giờ như nào đây? Làm nào để đây chúng ta sẽ đây là so sánh giữa hai cái phi thuyền hiện tại của mình đây, một cái ở phía trên, cái phía dưới. Cái phi thuyền mới là có thêm nhiều cái slot để chứa đồ lắm anh em ạ, ngon phết. Được đấy, tôi sẽ chan vô hết đống đồ sang đã. Transfer sang. Phi thuyền kia còn có luôn cả Hyper Driver rồi cơ. Ngon vãi. Được chưa? Cái này có sang được không nhỉ? À mấy cái đồ này là không mang sang được. Ok. Ok, đây là chiếc phi thuyền mới của chúng ta. Úi dồi. Mẹ ngon vãi. Ngon đâu anh em? Đấy, mẹ. Úi dồi ơi. Mẹ, đầu nhọn lắm. Rồi, lên thử xem ạ. Ngon rồi. Từ từ để tôi. Con này đang hết năng lượng à? Đầy lên. Đầy lên. Hyper Drive. Mình phải lấy được cái Warp Cell. Từ từ để tôi grab cái Warp Cell đã. Thiếu cái Antimatter rồi. Thế thì mình không bay đến giải ngân hà hay khác rồi, hết mẹ rồi. Ok, cất cánh. Úi xồi ôi. Phi thuyền này phải ngon đấy. Từ từ em ơi. Rồi, tiến lên. Ok, tôi đang bay đến cái điểm kia. Bây giờ mình thử xem ạ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Boost lên. 43 gì nữa chúng ta sẽ đến cái vệ tinh của cái hành tinh này. Đây là một cái nhà máy đã bị bỏ hoang và mình sẽ phải đến để grab một cái đồ gì mới, một cái công thức mới. Hôm nay anh em có nhiều anh em Hà Nội online không? Bão từ lúc khoảng tầm trưa nay nhở, đến tận bây giờ đường ngập hết, công nhận sợ thật. Cơ quan tôi may mà cho nhân viên nghỉ vì sợ là anh em đi. Sợ anh em đi làm bị ngập. Cơ quan cho anh em nghỉ. Nghỉ nhưng mà phải làm bù thôi mà. Nghỉ nhưng mà có được cái đéo đâu. Khổ lắm. Ok, tôi đang tiến đến cái nhà máy bị bỏ hoang. Nhanh lên. Nó nằm ở dưới hành tinh này rồi. Ôi ôi. Đây là hành tinh Orentius Otterk. Hành tinh này có vẻ là không có cây cối rồi. Tôi nhìn thấy không có cây cối thì phải.
toàn là gạch đá đỏ lom này. Anh em xem bị giật lag thì cũng đúng thôi, vì thứ nhất là đang bão. Đang bão to. Hạ cánh là nút đéo nào anh em? Thì mẹ tôi quên mẹ mất hạ cánh rồi. Ê. Từ em ơi. Ok. Tách mỡ. Hạ cánh nút nào nhỉ? Thôi cái nhà máy đâu mẹ rồi. Nhà máy đây rồi. Ê đúng rồi. Ê. Ok. Đã đáp xuống cái nhà máy bỏ hoang. Hành tinh này nhìn trông mẹ trông hoang vu lắm. Từ từ tôi ra tôi lấy một ít cái thamium đã. À plutonium. Lấy zin, ngon rồi. Tôi đã có cái tôi phải nâng cái này đã. Life support tăng lên đã. Có đồ gì đây không? Cargo. Không có đồ gì. Here restore. Ôi ôi, mẹ biết thấy mình restore ở đây. Zerison port à? Từ từ tôi chuyển mấy cái đồ này về ấy đã. X. Chuyển cái này về iron chuyển về. Aluminum chuyển về. Ô, full rồi. Power canister. Cái này mình grab cái gì nhỉ? Bypass chip. May trời mưa là cáp nó chậm là đúng rồi. Không thể nào khác được. Cáp quang thì đang đứt mẹ. Cáp quang AG đang đứt. Xong lại còn mẹ. Lại còn bị mưa gió này thì không giật mới là lạ. Tôi thật với anh em câu nhanh. Có cái gì đây? Bypass chip. À thì tôi sẽ phải build một cái bypass chip. Đây rồi. Đủ chưa? Ok. Ô cái này làm gì đấy? Là sao? Nó đậu luôn phi thuyền mình ở đây à? À côn Starship. À tức là các điểm này là mình, nếu mà mình đi mình có thể côn được cái phi thuyền của mình. Tôi xếp game đã. Cái cột này là cột xếp game đây. Ok, respawn safe. Bây giờ tôi đi vào trong cái này xem có cái gì không đã. Tôi nhắc lại với những anh em nào mà lần đầu xem cái game này nhá, là đây là game No Man's Sky. Đây là một trong những game mà được trông đợi nhất cái giai đoạn nửa cuối năm 2016 này, vì nó lấy cái bối cảnh là mình đi thám hiểm các hành tinh. Game này thì có đến 18 tỷ tỷ hành tinh. Nó số lượng nhiều ngang là vũ trụ ngoài đời thật đấy. Và có đi khám phá cả đời không hết đâu. Nhân vật của chúng ta thì chu du giữa các hành tinh thôi. Đây là một cái hành tinh và chúng ta phải đi chu du để nói chung là làm nhiệm vụ và nói chung là sống còn. Đó, anh em nhớ nhá, tên là No Man's Sky nhá. Anh em có hai lựa chọn để chơi game này. Thứ nhất là anh em có thể download trên Steam. Giá của nó khá là đắt. Nó tận gần 60 đô cơ, rất đắt. Nó bị chê nhiều chỉ vì là nó đắt như thế đấy. Cách thứ hai là anh em download bản crack thôi. Có bản crack nói là bản crack, thực ra nó chả phải là bản crack cơ. Nó là bản mà chả cần phải làm gì nó cũng... Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Chế như thế nào được cái này đây? Làm nào chế được cái súng này bây giờ? Ăn cứt rồi. Bây giờ làm nào chế được cái khẩu súng nhở? Chắc là mình phải đi mua rồi. Multitool. Đấy, tôi chưa chế được cái súng. Địch mợ bực thế. Đây chúng ta đi mua súng rồi mà tôi không biết chỗ nào mua được cái súng để mở được cái này nhỉ.
Mình không có cái khẩu súng kia. Điều này phải đi lên trạm không gian rồi để mua rồi. Bực thế nhỉ. À từ từ kia có vàng, có vàng, có vàng. Từ từ đi khai thác vàng phát đã. À bui Bonecaster đây rồi. Đúng rồi đây. Install technology Bonecaster. Ô đây là súng mới à. Đây là súng để chuyên môn đánh combat đây. Súng này được không? Từ từ vào đây xem nào. Bắn mấy con cảnh sát bay bay lấy bản chế tác á. À ok ok ok. Rồi tôi hiểu rồi. Đấy bắn vào cái này được mà. Ôi trời ơi, thằng kia đến rồi. Mẹ chúng mày ở đâu ấy? Hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Ôi tụi em ơi. Đếch mợ bắn đâu thế? Chết cha mày đây. Còn thằng nào nữa? Ây da, ây da, ây da. Ôi đông thế. Đông vãi đái. Từ em ơi. Xác mẹ mày định đi con. Còn con nào nữa? Tôi lấy cái này đã. Ok. Từ đâu rồi? Còn con nào nữa? Tổ sư chúng mày, ra đây. Tôi vừa học được cái cách để làm một cái quả lựu đạn rồi. Ngon rồi. Từ từ vào đây phá tiếp. Đạch mẹ lắm thế. Chết cha mày đây. Ây da. Ui cái đéo gì này. Tôi bỏ mẹ tôi rồi. Mẹ con đéo gì kinh này. Ơ chết à. Xong tôi rồi. Cũng may mình quick save ở đây. May vẫn quick save ở đây. Mẹ kinh thật đấy. Từ từ nãy tôi chết ở đâu nhỉ? Mình có nhặt được cái đồ mà mình vừa chết không? Không được đúng không? À đây có cái mũi tên đây rồi. Nãy tôi chết ở đây đây. Lấy lại đồ, lấy lại đồ, lấy lại đồ. Đây your grip đây. Ok, mình lại lấy được đống đồ rồi, ngon rồi. Tiến sư chúng mày. Fascinating beat. Lại có cái con kinh vãi. Mẹ. Rồi mình làm nào nhỉ? Nổ đi con, nổ đi nhanh lên, cái bọn kia nó bắn tao. Rồi. Ok rồi, chạy 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 chạy. Ôi anh ơi. Thôi anh ơi. Rồi, ok rồi, nó deactive rồi. Ơ, có thằng đứng đây. Được chưa? Mẹ, tha tao cái mày. Nó đi rồi, nó đi rồi. Chó đi rồi. Đây là cái gì? Assembly. Ok, mình sẽ
lấy được một cái công thức làm cái antimatter. Với cái hiểu biết này tôi có thể làm được cái warp cell. Ngon. Mình làm là mình học được cái công thức để làm cái antimatter rồi. Cái này thì sẽ giúp mình bay giữa các cái thiên hà khác nhau này. Ngon rồi đấy. Rồi, build được cái này thì ngon rồi. Mình có thể bay giữa nhiều các cái thiên hà khác nhau. Đây là cái gì? Unconstruct Bone Caster. À, thêm cái này thì mình sẽ reload nhanh hơn. Thay đạn nhanh hơn. Nhưng mà hết bố cái điểm rồi, làm gì có slot nữa đéo đâu. Bây giờ làm nào để lấy thêm được cái slot chứa đồ anh em? Từ từ, đây là cái gì? Research. Từ từ anh em đợi tôi tí đã. Đợi tôi tí nhá. Thế thì đéo nào nhỉ? Ok, vào game đây. Bây giờ tôi sẽ chế cái để chúng ta có thể đi được liên hành tinh. Neutrino module. Để từ tôi build cái ấy đã. Starship. Hyperdrive đây này. Bây giờ tôi sẽ như nào nhỉ? Đây là thiếu cái warp cell này. Bây giờ mình sẽ phải làm cái ấy. Ôi đầy mẹ rồi, bỏ mẹ tôi rồi. Vứt bớt cái này đi được không nhỉ? À rồi đây, bây giờ tôi sẽ build antimatter đây rồi. Mình đang thiếu cái Electron Vapor và cái Heridium. Ấn mở xem nào. Open Galactic Map. Ơ, chắc phải lên tàu à? Bỏ cái chip đi hả anh em? Cái chip này không cần làm gì à? Ôi 13.000 tiền đấy anh em ạ. Đéo ít đâu, tôi đi bán đã. Từ từ. Sao nó bảo mình ấn M để mở cái mình ấn M để mở cái ra mà sao? Mở cái bản đồ hành tinh ra mà sao? Tôi giữ M đéo hiện ra nhỉ? À ra không ra mới ấn M được à? Ok. Từ bây giờ phải active cái hyperdrive này đã. Đoạn này có vàng, đoạn có vàng từ tôi đi khai thác vàng đã. Mẹ chả mấy khi. Ok. Xuống đây khai thác vàng đã. Mẹ đây có cả núi vàng luôn. Ơ có cái gì đây? À ha, mình sẽ nâng cấp được cái chống cái phóng xạ của mặt trời.
Còn cái nữa rơi ở đây này. Ôi lại học được cái nâng cấp canon luôn, ngon. Từ đã, để nâng cấp cái canon này lên. Như nào nhỉ? Ô không đủ chỗ chứa rồi. Địch mợ. Vứt bớt cái đéo đi rồi nhỉ. Từ từ tôi khai thác vàng đã. Ôi nhầm súng rồi. Ơ rồi lấy vàng đấy. Ôi, sao nó có bắn nhỉ? Làm nào để thay súng anh em? Làm nào thay súng nhỉ? Fuck, bỏ cái siêu vào đi nhá. Đây tăng cường thêm cái canon này. Được đấy, tăng cái canon này lên. Ok, cộng 1. Bây giờ sao tôi cứ dùng cái súng ấy nhỉ? Đéo hiểu. Ấn X à? Ờ. Đây đúng không? Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Ok, thank you anh em nhá. Đùa chơi mà đéo có anh em xác mẹ đi. Ở đây không có cái chặng không gian nào để lên bán đồ nhỉ? Đi kiếm vàng này khổ phết đấy. Nó không có cái nâng cấp vào cái này, nó khai thác được nhanh hơn thì tốt. Anh em, tôi hỏi thật anh em đã chơi trò này nhiều chưa? Nhiều anh em đang xem livestream này có nhiều anh em chơi chưa? Không, cái này tôi hỏi thật thôi. Không khai thác vàng á? Đừng khai thác vàng á? Là vì sao? Vàng rẻ á? Vàng mà rẻ à? Vãi. Ờ thế thôi anh em bảo thôi thì thôi. Tính tôi vốn ba phải. Anh em bảo thôi thì thôi. Từ là lấy cái này đã. Đạch. Mẹ có con đéo nó vừa đánh mình ấy. Vãi. Ôi về thuyền. Lên không gian bấm C à? Ok. Lên không gian. Anh em xem giờ này chắc là giật lag lắm đấy. Tôi biết là sẽ giật lag mà. Giờ này nhiều người online. C à? Đây có một cái điểm đây đúng không? Đây rồi đúng rồi, chạm không gian đây rồi. Space Station đây rồi, lên đây bán đồ thôi. Phí nhanh anh em. Tôi sẽ đến trong vòng 30 giây nữa. Bình thường là muốn đến đây là mất 2 tiếng ấy. Vãi cả trưởng. Mà hành tinh nhìn giống trái đất thế nhở? Nhìn có màu xanh thì như nhiều cây cối thì phải. Tranh thủ khai thác quặng trên vũ trụ á? À chắc là bắn mấy cái kia đúng không? À đồng khai thác khó nên bắn mắc à? Ok, được rồi tôi sẽ kiếm đồng. À ok, chẳng ra đây rồi. Cửa vào đâu? Địch mở cửa vào chỗ nào đấy? Mẹ cái trạm này. Chả hiểu để cửa chỗ đéo nào. Đùa, điều khiển phi thuyền cho mày khó vãi. Ê, 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 ê.
sao đeo thế cửa vào nhỉ? À đây rồi, trời ơi, mày kiếm được cái cửa vào này cũng khó. Ok, đây rồi, tôi sẽ mua đồ thôi, à bán đồ, kiếm ít tiền đã. Ok, vào đây. Có ai trong này không? Ơ đi mẹ, đéo có thằng nào. Vãi, mọi khi vào đây có người cơ mà nhỉ. Đéo thấy ai. Vào đây bán đồ đã. Trời, sell item. Vàng đâu? Đây rồi, 25.000 luôn. Ngon, hai cái này bán nốt. 13.000 một cái. Vaccination beads aluminum. Từ từ đã, từ từ đã, tôi phải lấy cái hai cái ở trong phi thuyền đã. Chuyển cái này sang. Chuyển cái này sang. Chuyển cái gì nữa nhở? À rồi, chắc là ok rồi đấy. Bán này đi kiếm thêm 13.000 nữa. Game này không phải nó chỉ nặng có 2,3GB thôi mà anh em chơi nó sẽ cao lên đấy. Chơi nó sẽ sinh ra thêm đấy. Chơi anh em sẽ thấy nó cái folder nó nặng hơn. Ok, là chúng ta sẽ mua. Để từ từ đã, tôi xem cái đồ mình cần mua là cái gì đã. Cái antimatter mình cần mua cái electron electron vapor. Mình có chế được cái đấy không nhỉ? Đây đúng không? Muốn chế được cái này là phải có cái suppression. Lại có cái suspension phui. Mẹ. Anh cứ muốn chế cái này lại nó lại ra cái khác. Vãi cả cứt. Mua cái suppression phui hoặc là cái electron value đều được. Vaccination. Ok, buy item. Đây rồi, vừa vào thì có đồ mình mua rồi. Mẹ mất 20.000 cái này, vãi cả cứt. Mẹ bố tổ sư. Em có cái gì ở đây không? Ok, có vẻ ok rồi đấy. Giờ mình sẽ chế cái kia ra. Công nhận mệt thật. Mình sẽ chế cái electron vapor này. Ok, sau khi chế cái này xong, chế cái đấy xong thì à, chế cái này xong thì vứt qua bên bên đồ bên này. Ok, rồi mình sẽ chế cái này ở đây. Antimatter thiếu heridium. Ok, sẽ lấy heridium đã. Mẹ cái tròi công nhận mày, mất thời gian thật. Từng tí một mày. Heridium đâu? Đây rồi. Ok, đã mua xong, bây giờ chế được rồi. Ơ chưa đủ á? Thế đéo nào. Tôi mua nhiều heridium lắm cơ mà. What the fuck? À đây. Mẹ. Gửi sang bên này. Rồi, chắc đủ rồi đấy. Ơ đấy. Sao vẫn 28 trên 50 nhỉ? Trò này nó không phải chó online đâu, nó là chó offline đấy. Đầu tiên người ta quảng cáo là nó là chó online nhưng mà thực chất nó là chó offline. Mẹ. Sao tôi mua nhiều lắm cơ mà nhỉ?
Nó để bên Starship à? Ơ thế à? Tôi mới mua thêm có 4 cái à? Địch mợ. Vãi. Sao mình mua nhiều thế cơ mà? Nút tăng số lượng đâu? Tăng số lượng như nào? Đâu, đây là mũi tên để sang ấy. Sang ấy chứ. À đây đúng không? À đây đây đây. Ôi đây, mợ. Rồi. Vãi cả cứt. Mới được có 20 thôi, bỏ mẹ tôi rồi. Thiếu mất cái ấy rồi. Thiếu rồi. Ở đây mới có 55 thôi. Mẹ bực thế. À đâu, được rồi. May quá. Ok, build cái này xong. Bây giờ tôi sẽ build nốt cái Vap Cell. Ok, gửi sang Starship. Ok chưa? Gửi sang Starship xong thì bật cái này lên. Đã nạp xong. Ôi mẹ mệt thật. Đây là đi ra đâu đây? Atlas Pass. Tôi không biết chế cái Atlas Pass là bằng cách nào. Atlas Pass à? Mình có chế được không nhỉ? Chưa học được đúng không? Được quái đâu. Rồi bây giờ đi ra thôi. Mở Galactic Map. Cái gì? Có anh em phá đảo chỗ này rồi cơ á? Vãi cả cứt. Anh em giỏi vậy. Ok, bay ra khỏi đây. Từ từ đã, cái tôi xuống cái hành tinh này đã. Nhìn cái hành tinh này. À đâu, cái này là mình xuống rồi mà. Hành tinh này xuống rồi. Cái gì đấy? Khi nó báo là có một cái máy bay của kẻ thù à? Vãi. Ôi, thằng nào bắn tao đấy? À đây rồi. Tổ sư mày. À. Chết cha mày đi. Chết cha mày đi. Bố láo với anh à. Rồi ôi. Chết cha mày đi. Đổ tung rồi. Ngon. Anh em thấy tôi bắn giỏi không? Lấy được cái Emery Colorium. Ok, bây giờ như thế nào đây? Ấn mở à? Đây đúng không? Ochimaru Ino Expand. Đây à, mình phải đến đây đúng không? Đến đây đúng không anh em? Hamai Batahi đúng không? Có đúng là cái Hamai Batahi này không anh em? Chắc là đúng đúng không? Ok, thế đi nhá. Push select. Đến đây. Ok, chúng ta đến một cái thiên hà mới. Một cái hệ hành tinh mới thì đúng hơn là thiên hà mới. Một cái hệ hành tinh mới. Ok. Hama Batalia rồi. Ô, hành tinh này có mây. Hành tinh có khí quyển anh em ạ. Vãi. Hay đấy. Từ từ bắn cái này lấy ra đồ đã. Ok, tôi sẽ thử xuống cái hành tinh này xem nhá.
Tiến lên. Cánh tin này có khí quyển đấy. Nhìn giống trái đất lắm. Giật vãi. Ô sao tưởng nó có khí quyển cơ mà. Ơ từ 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 từ. Có cái gì đây? Đây là cái gì? Đây là một cái nhà máy rồi. Mình đã hạ cánh xuống cái nhà máy. Cái tính năng online tôi nghĩ là một khoảng thời gian nữa thì người ta sẽ làm thôi. Sentinel Aggressive. À mẹ. Chính hành tinh này là cái bọn Sentinel nó kinh lắm ấy. Nó để Aggressive kìa. Đây là cái hành tinh mà nếu mà mình khai thác đồ thì bọn Sentinel sẽ bắn mình ngay. Sentinel trên này rất dữ. Cái này là cái scanner thôi, cũng chả làm gì. Ô, thằng ấy đang nhìn mình. Ô vãi, tao làm cái đéo gì mày? Địch mợ bọn này. Vãi cứt. Mình chả làm cái đéo nó bắn mình. Ô, đây là phòng khách sạn à? 226 unit, vãi, có người cho tiền luôn. Đừng xuống hành tinh nào có NC à? NC là cái gì? À, đừng xuống hành tinh nào có nước á? Rain Boss. Đây là cái rain của cái scanner đây. Ok, rồi. Mình học được khá là nhiều cái ấy rồi đấy. Lại lấy cái Neutrino module mà bán đi được 13.000. Ồ, trong này không có gì cả. Để tôi ra đây, tôi xếp phát đã. Ra đây xếp, ra đây xếp game. Ok, bây giờ vào đây để redeem nó lên phát. Đâu nhỉ? Đây đúng không? Chưa redeem. Upload lên. Upload lên. Upload lên. Đây có gì không? Ô, 9.000 unit, ngon. Ây da. Chết cha mày đấy. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Xong phim. Ô sao hết máu à? Vãi. Từ từ, vào đây đã, vào đây đã. Mẹ bọn này bắn kinh quá. Cái gì đây? Nhìn như iPad. Toàn học được làm lựu đạn này, nói đéo. Có vũ khí nhở? Alapas V2. Đang không biết cách nào để chế được cái Alapas đấy nhở? Ô, đi ra đã. Từ có cái cửa nữa ở đây này. Cửa đéo mở à? Ơ đi ra thôi, chả có cái vẹo gì. Ơ đấy. Đây rồi, cửa ra đây rồi.
Trên hành tinh này có mấy cây đéo gì nhỉ? Trên hành tinh này là có oxy nhá, nên là mình không bị mình không cần phải cái ấy. Trên hành tinh là có oxy, có khí quyển, có oxy. Hay phết. Tớ mình sẽ không bị cái mình không bị cái nhiễm độc ấy. Tớ đây là cái gì đây? Tạo chip dùng máy scan à? Ok. Đây tôi tạo. Ôi đạch đạch đạch. Mẹ. Bọn drone trên này mẹ dữ thế. Mày cứt. Ơ tôi vừa nhìn thấy Cooper ở đâu nhỉ? À đây. Đồng đây. Sao anh em bảo cái này đắt á? Cái bán được nhiều tiền á? Khai thác thử xem nào. Ô, từ từ. Anh em bảo copper đắt thì tôi thử xem nó có đắt không. Làm gì mà đắt, nó chỉ hơn những cái khác một tí thôi. Này rẻ lắm, Cooper rẻ như mẹ. Ôi. Cooper rẻ lắm. Ôi ôi, lại bắn nhau rồi. Kiếm sư mày. Chết cha mày đây. Bây giờ đi đâu nhở? Orion, ở đây có một cái điểm chuẩn bị có một cái phi thuyền nó xuống à? Coupon Mall. Nãy có anh em bảo tôi là đồng mẹ đồng đắt lắm mới kinh. Tạo chip dùng máy chỉ đường à? Ok. Đó là cái scanner này đúng không? Nhưng mà tôi hết mẹ cái slot để ấy rồi. Hết slot để học rồi thì làm thì đéo nào được anh em. Làm nào để mở thêm cái slot đấy ra nhỉ? Cái này của mình ít vãi. Hay là mình vứt bớt đi nhỉ? Cái này vứt mẹ đi nhở. Ôi, bắn nhau rồi. Tiên sư mày. Chết cha mày đi. Ôi thôi chạy vào phi thuyền đi. Kinh vãi. Cái máy mà nó có tia sáng màu đỏ chỉ lên trời á. Máy chỉ đường không phải scan à? Máy chỉ đường nhưng mà máy chỉ đường ở đâu? Có cái tia sáng màu đỏ chỉ lên trời á. Ok đây tôi xem nào. Máy nào nhỉ? Đây á, cái chỗ này đây á. Ô đâu, đây mà. Điểm đi tiếp theo là mình là ở đây mà. Đây. Trời ơi. Từ từ chạy đã, chạy đã, chạy 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 chạy. Rồi. Ôi phắn của cái hành tinh này đấy. Đây mình phải lên cái chỗ cái tím tím này này.
mua slot á? Mua súng mới sẽ nhiều slot hơn à? À ok ok ok, rồi mua súng mới, mua súng mới. Ok, mình sẽ đến cái điểm này trong vòng 30 giây. Đâu, hôm nay tôi nghỉ mà. Đang bão là được nghỉ. Chứ còn đang đi làm sao dám chơi như này. Mẹ sếp đuổi việc đấy. Monolith. Ây à, cái monolith là cái gì đây? Mười chín tám, chuẩn bị xuống nơi rồi. Fires here. Có vẻ là có người gọi mình ở đây thì phải. Nhiệm vụ là tìm chúng tôi, nghe chúng tôi. Kinh phết. Hạ cánh thôi. YouTube thì tôi không phát đâu, vì là anh em hiểu cho tôi như này này. Thứ nhất ý, là trên YouTube thì khi mà cái cáp quang đã đứt rồi thì YouTube không giải quyết vấn đề gì. YouTube vẫn giật thôi. Anh em bảo với tôi là chơi trên YouTube thì không giật, nhưng mà tôi thật với anh em là vẫn giật như bình thường. Tại vì nó đứt cái cáp AG mà, anh em tưởng tượng nó như là cái cổ chai ấy, nó thắt cổ chai mà. Thì ai chả bị. Không riêng gì ấy đâu, không riêng gì YouTube hay là Facebook đâu. Vẫn lag nhau thôi. Có gì đây? Mình học thêm được từ re, địch mợ. Đây rồi, đây là cái tàn tích à? Ô, phải leo trên này rồi. Đây là cái gì? Rune. Ô, inventory full. Từ từ đã. Vứt bớt mấy cái này vớ vẩn đi nhỉ. Aluminium mày vứt mẹ đi. Believe the Atlas promise. Tin cái lời hứa. Ok thôi. Ôi vãi. Cái gì đấy? Cái viên ngọc mà màu đỏ nó biến mất. Và để lại một cái con đường để có thể đi được. Ok, mình đã có một cái lạ. Cái web sale luôn rồi, ngon rồi. Con đéo gì đây? Có cho ăn được không? Ôi, ở đây nhiều từ học được lắm. Học đã, học đã. Warning. Mình đã học được từ warning rồi. Đúng rồi, nếu mà livestream trên YouTube nó anh em không xôm được như trên này đâu. Cái gì ở trong này nhỉ? Ơ, có cái gì ở trong này nhỉ? Từ từ lên xem nào. Bây giờ phải bay đâu đây?
Ôi, mẹ phi thuyền bay kinh thế. À đây có cái cửa à? Vãi. Mình nhìn không phát hiện ra đây cái cửa. Và có đi vạc đéo đâu. Ascent to the star. Chắc là mình phải bay ấy rồi, phải bay lên trên cái hệ hành tinh khác rồi. À, từ từ, có cái trạm ở đây, có cái trạm. Có một cái trạm ở chỗ này, xuống đây xem có vẹo gì không đã. Xếp game phát đã. Tối á, tối tôi vẫn stream như bình thường thôi. Tội gì mà không stream nhỉ? Hôm nào không stream với anh em tội buồn, nhưng anh em đừng có tưởng tôi sướng. Nói chung chơi với anh em thì vui, chứ còn tôi chơi một mình thì cũng được thôi, nhưng mà nó không sướng. Vào đây như nào đây? Trong này có cái gì không? Tăng máu. Chả có cái mẹ. Không có gì rồi, không có gì rồi. Ôi, phắn. Bay lên vũ trụ rồi. Ascent to the star. Ôi, từ 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 từ. Có cái gì nhở? Ở đâu đây là điểm xếp thôi. Không phải, phải bay lên rồi. Bay lên vũ trụ. Rồi mình sẽ đi hệ hành tinh khác à? Cái hành tinh này còn có cả vệ tinh này, vãi thật. Ấn mờ xem đã. Nạp cái Hyper Drive này đã. Warp Cell, ok. Ấn mờ. Đây là điểm đến tiếp theo đây rồi. À đâu, đây là Space Station thôi chứ. Noha Raunit. Chả hiểu đâu. Từ đã đến cái trạm không vũ trụ ấy đã. À, đi Atlas trong mờ à? Từ 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 từ. Atlas ở trong mờ à? Đâu Atlas chỗ nào anh em? Có thấy Atlas đéo đâu. Atlas là cái nào anh em?
PESM, Destiny Line, The Beyond, C to Active. Abandoned Building. À hả? Có một cái Abandoned Building. Mình phải đến đây à? Ôi ôi. Ok, đến đây xem nào. Ở đây có một cái công nghệ hiếm. Công nghệ rất hiếm ở cái tòa nhà bị bỏ hoang này. Xuống xem có vẹo gì không. À, đã là hành tinh cuối cùng mà. Vãi mẹ thảm nào. Thế thì bao giờ mới đến? Ok, chúng ta gần đến cái Abandoned Building rồi. Mẹ, mất một phút mới đến mới đau chứ. Không phải ấn M rồi ấn C có phải đâu. Không phải ấn C là ấn ở lúc ở trên phi thuyền chứ. Bài thì này đéo bao giờ mới đến. Địch mợ. Mà đéo cho mình dùng cái kia mới đau chứ. Bước nhảy thời gian á, vãi. Anh em toàn những cái khái niệm mà tôi chưa nghe đến. Ok ok ok. Từ từ chứ. Được rồi. Ôi đi quá mẹ rồi. Mười lăm giây nữa là mình sẽ đến. Hai mươi giây. Dưới này nó có một cái công nghệ hiếm mà không biết là công nghệ gì đấy. Cái gì anh em ạ? Pokemon Go á? Pokemon Go tôi tưởng anh em chơi hết rồi chứ cần gì phải. Cần gì phải giới thiệu nữa. Hạ cánh xuống đây. Ok, chúng ta đến hành tinh Siang Bet Amana. Cái này thì mình đến thăm rồi, hành tinh này đến rồi. Undiscover. Từ từ vào đây xếp game phát đã. Anh em hỏi Facebook tôi á, nói chung nhiều anh em hỏi Facebook tôi lắm nhưng mà tôi nói thật là khi nào pết được 100.000 like thì tôi sâu. Ngày đấy còn xa lắm. Ô, con đéo đây như con TT à? Vãi. Nhìn giống con TT vãi. Đi đường nào vào đây? Đây rồi. Ủa ôi. Ôi ôi. Mẹ cái nhà bị bỏ hoang là cây cối nó làm hết cả các thứ. Ai cả trưởng. Data log. Discover something. Có một thứ gì đấy đã bỏ lại. Cell boss. Cái này là phòng thủ à? Đúng không? Cái này là cái lá chắn phòng thủ thì phải. Nhìn cái nhà bẩn thế. Con đéo nào đánh mình nhở. Chả có cái đéo thì chán vãi.
Rồi ok, hôm nay có khi chơi đến đây thôi nhá. Mỗi ngày chơi một tí thôi, nói thật là trò này còn lâu lắm anh em mới phá đảo được, cứ yên tâm đi. Anh em có muốn tôi chơi tiếp trò này thì PM nhá. Cũng có rất nhiều anh em nhắn tin cho tôi để bảo tôi nhiều cái hay. Nhưng mà nói thật là tôi cũng cùng một lúc tôi không nhớ hết được, nên là anh em thông cảm. Ok, tối chúng ta sẽ livestream tiếp nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again.